Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long triển khai kế hoạch thu hồi sắp xếp chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024. Theo kế hoạch, việc thu hồi sắp xếp chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh năm 2024 sẽ thực hiện từ tháng 6 năm 2024. Trong đó, ưu tiên lựa chọn tuyến đường đô thị có yêu cầu cao về mỹ quan, khu di tích, khu du lịch, tuyến đường giao thông vừa nâng cấp mở rộng. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị viễn thông và các sở ngành địa phương liên quan thực hiện kế hoạch chỉnh trang, đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng ngoại vi viễn thông. Các đơn vị chủ sở hữu cột và các đơn vị sở hữu cáp có trách nhiệm chủ động phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện kế hoạch.